được sống mãi ở nơi đây, có khi mất cũng có cái nơi đàng hoàng để mà thờ phượng. Quý vị thấy đó, tất cả những ngôi nhà này thôi, nói chung là không phải nhà mà đây là như cái tích liều gì đó. Thì hôm nay là thầy rất là hoan hỷ. Ông bao nhiêu tuổi rồi ông? 75. 75 còn bà? 70. À, bà bị gì mà cưa chân vậy ông? Bị tiểu đường. Bà bị tiểu đường hả? Con cái không có phụ được gì không? Không có. Bị đi làm xa không nó lo cho gia đình nữa hả? Mấy người con? Ông có mấy người con? 6 người con. 6 người con. Những ngôi nhà này sẽ ý nghĩa nhiều hơn, có thể che nắng, che mưa cùng với ông Bồ Tát này ở Sóc Trăng. Tôi ví như ông này Bồ Tát vậy đó, những cái chỗ nào nghèo là đều có mặt ổng, nên là thầy quý lắm. Nên là hôm nay thầy cũng xin phát động xây nhà tình thương với 3 trường hợp, và sau khi phát quà xong, đoàn ý kiến chúng tôi sẽ đi đến ngôi nhà thứ hai, sẽ quay một cái clip phóng sự nhỏ về một cái trường hợp cô bị tiểu đường mà gia đình hai người vợ chồng già mà bị cụt hết một cái chân, bị cắt bại tử, cắt hết một chân 6 khớp, rất là tội nghiệp. Xin chào cả nhà. Hiện tại thì mình cùng đoàn anh Ưng Ngân Phúc với lại Dương Ngọc Thái và các sư ở chùa Quan Âm thì tiếp tục sẽ đến nhà của một bà cụ bị bệnh, và cái số tiền của anh Randy Chan ở Mỹ hồi nãy trao tại chùa thì còn dư ra 2 triệu đồng, thì mình sẽ đến thăm cụ và sẽ gửi cho cụ luôn. À, bên trong là cụ đây các bạn. Anh Thái. Con cũng Dương Ngọc, con là Dương Ngọc Thái, chúc cho bác của mình. Ông cụ ở đây. Ở đây cũng là phần quà của tân hệ em. Ở đây ta rồi chúc cho bác của mình Thái nha. Bữa nay gặp mọi người cầm 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 vui không? Vui không? Không rồi, thầy thấy bà khổ quá nè, anh thấy bà chị nhìn cái nhà của là ai vậy, nhìn đó bà ở vậy đó, bà thì bị tiểu đường cắt một chân. Ông ra đây ông. Rồi có mấy người con? Sáu nữa. Cũng đi làm mướn hết luôn. Đó bây giờ thấy nhà cửa xung quanh vậy đó. Rồi thầy kêu gọi cất cho bà cái nhà. Giờ đây xuống đây để cho bà hai mừng là sẽ tiến hành cất cho bà cái nhà. Ha, rồi ước nguyện của bà đó. Bà có nói gì không? Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn mấy anh. Dạ cảm ơn luôn mấy anh luôn. Dạ dạ nghe mấy anh biết cháu gì đó. Thì cháu cho xin nhìn mặt cái đi ha. Nhìn mặt anh nè, nhìn mặt anh Dương Ngọc Thái đây. Đó, rồi nhìn mặt anh này còn đẹp nữa nè. Đó, anh Ưng Hoàng Phúc nè. Đó, nhìn mặt hai ca sĩ nổi tiếng nè. Dạ. Con có chút quà gửi mà. Rồi anh cũng cho nhìn mặt cái đi, anh này là anh Châu Đại Dương, nghe cái tên là mênh mông biển cả luôn. Bữa nay bà vui rồi ha. Lưu Hưng nữa nè. Lưu Hưng. Lưu Hưng. Lưu Hưng. Cho bà nhìn mặt cái đi Lưu Hưng ơi. Dạ. Đó bà gì thấy đó, mấy anh nhìn thấy nhà cửa bà không? Thấy đáng không mấy con? Đó, con nhìn cái miếng này con. Đây là Liêm Chỉnh. Liêm Chỉnh. Liêm Chỉnh nha. Bữa nay bà có phước quá rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là ngôi nhà thứ hai chúng tôi chuẩn bị khởi công để đặt đá xây dựng cho ông bà có ngôi nhà khang trang. Với số tiền này chúng tôi sẽ cùng kêu gọi tiếp để xây ngôi nhà được khang trang và tốt đẹp hơn. Đó là những mảnh đời khó khăn chúng ta thấy đó. Đôi lúc chúng ta khó khăn nhưng có những người khó khăn hơn chúng ta. Chúng ta hãy lấy một cái từ bi chúng ta ra để cùng đóng góp để xây dựng một ngôi nhà để đời đời kiếp kiếp tại nơi đây, để cho ông cụ bà cụ được sống mãi ở nơi đây, có khi mất cũng có cái nơi đàng hoàng để mà thờ phượng. Quý vị thấy đó, tất cả những ngôi nhà này thôi, nói chung là không phải nhà mà đây là như cái tích liều gì đó. Thì hôm nay là thầy rất là hoan hỷ. Ông bao nhiêu tuổi rồi ông? 75. 75 còn bà? 70. Bà bị gì mà cưa chân vậy ông? Bị tiểu đường. Bà bị tiểu đường hả? Con cái không có phụ được gì không? Không có. Bị đi làm xa không nó lo cho gia đình nữa hả? Mấy người con? Ông có mấy người con? 6 người con. 6 người con. Ông ăn trưa chưa? Ông ăn trưa chưa? Rồi. Dạ. Hôm nay nhà mình nấu gì vậy? Hôm nay nhà mình nấu gì vậy? Bí và cái dạ. Rồi ông còn đi làm không? Không có còn làm gì được. Dạ. Bị tai biến mạch máu não nữa rồi tùm lum hết, đâu có ai mướn nữa. Xe gì? 7 hả?
Thì đẩy đó có mấy trăm ngàn à. Chứ sao giờ ông lẽ nội ăn hoài cho chịu nổi. Nay mấy cậu mấy thầy cho cảm ơn. Chính là 9,5 triệu thôi. 9,5 triệu. Rồi bây giờ thôi. Đây. Ở đây. Rồi trong đoàn mình thôi mình chắp tay là hết trơn để anh Duy Ngọc Khải niệm danh hiệu Quan Âm để cầu nguyện cho bà cũng như cầu nguyện cho quý ân nhân. Mình chắp tay với vậy. Con cần nhắm cầu. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì thôi chúc bà sức khỏe ha. Dạ. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý đạo hữu cùng với các đệ tử của chúng con phải ca sĩ bị xem cái clip này rồi xem cái clip mà nhà chúng tôi để hoàn thành, để đó là những cái công ích, những cái lợi ích của quý vị đóng góp vô trong hội chúng tôi. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Đem gạo đem quà nhất trên xe qua sức vô chưa? Mạnh khỏe. Rồi mấy anh chúc bà mạnh khỏe. Chúc bà sức khỏe nhé. Chúc bà sức khỏe. Cái này bà thấy vui không? Toàn là mấy người nổi tiếng đâu đó. Cái này là không nổi tiếng thì giàu đó nha. Mỗi ngày luôn đó. Anh nhìn cái nhà kìa anh. Dạ. Chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, ông cũng vậy nha ông. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Con cởi cái áo này, cái nón mình đi vòng thành thủ đi vòng này con. Dạ dạ. Con cởi cái khẩu trang. Dạ. Đây đây. Châu Đại Dương con nhìn cái nhà đây nè con. Dạ đây, nhà. Đại Dương. Mưa giờ là tạt hết đúng rồi. Ở vậy đó. Mà dạ. Ở đây là cây nạn của bà đây nhưng mà bây giờ bà đã chống đâu có được không nữa. Được nữa, vì dạ. Bà còn có chân thôi. Rồi con nhìn bên kia. Dạ. Mưa gió như thế này là bị tạt hết đáng không? Mà. Thầy cũng nói con dạ. Lại đây con thấy cái nhà thứ hai này mình chọn đất con thấy sao? Dạ. Rất là khổ á. Dạ, nhìn gia đình của hai ông bà rất là khổ luôn. Cái nhà cũng không có gọi là cái nhà nữa dạ. Mà là một cái trại dựng tạm á. Dạ. Thì mưa gió các bạn, mưa gió ở đây thì nó có thể thổi bay bất cứ lúc nào, sập bất cứ lúc nào luôn. Những cái cây gỗ tạm bợ dạ, thôi. Dạ. Qua bên này. Cái đi trước con chị, Duy cái em phụ tiếng không con. Tại vì cái người này chùa này nó đi đâu cũng phải con hôm qua nhà chỉ con người con thôi thôi anh gọi cho anh người này nó là người lãnh sát anh cho biết người 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 mấy con nói là lúc nữa khi bắt quà là mình dẫn tay ra luôn, nếu không mình dẫn tay ra ngoài cửa là mình đi vào đằng sau luôn các anh chị sĩ cứ đi mượn vô này xin quà các anh. Cần hai đá cái này chúng ta phải như này. Dạ.